Hello, xin chào tất cả các con sức lớp 3 nha. Các con sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài bảng nhân 4 trong sách giáo khoa toán lớp 3 cánh diều nha các con. Mỗi tấm thẻ có 4 chấm tròn, lần lượt lấy ra 1, 2, 3 tấm thẻ rồi nêu các phép nhân tương ứng. Một tấm thẻ lấy ra có 4. Bốn chấm tròn, như vậy 4 nhân 1 bằng 4. 4 nhân 1 bằng 4. Tấm thẻ lấy ra được, đây lấy hai tấm thẻ, mỗi thẻ 4 chấm tròn. 4 nhân 2 bằng 8. 4 nhân 2 bằng 8 sẽ bằng 4 cộng 4 cũng bằng 8. Lấy ra 3 tấm thẻ thì 1 2 3, 4 nhân 3 bằng 12. 4 nhân 3 sẽ bằng 4 cộng 4 cộng 4 bằng 12. Mỗi tấm thẻ có 4 chấm tròn, lần lượt lấy ra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tấm thẻ rồi nêu các phép nhân tương ứng. 4 nhân 4 bằng 16, 4 nhân 5 20, 4 nhân 6 24, 4 nhân 7 28, 4 nhân 8 32, 4 x 9 36, 4 x 10 40. Đây, như vậy bảng của chương 4 này mình phải học thuộc nha các con. 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 12, 4 x 4 16, 4 x 5 20, 4 x 6 24, 4 x 7 28, 4 x 8 32, 4 x 9 36, 4 x 10 40. Đây là bảng nhân 4. Qua bài số 1 tính nhẩm. 4 nhân 3 bằng 12. 4 nhân 6 là 24. 4 nhân 1 bằng 4. Bất cứ số nào nhân 1 cũng bằng số đó. 4 nhân 7 bằng 28. 4 nhân 8 bằng 32. 4 x 4 16. 4 x 9 36. 4 x 10 40. 4 x 2 8. 2 x 4 8. 4 x 5 20. 5 x 4 cũng 20 luôn. Bài số 2. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. 12, 4 x 3 12, 4 x 6 24, 4 x 5 20, 4 x 9 là 36, 4 x 2 bằng 8, 4 x 8 là 32. Bài số 3, nêu phép nhân thích hợp với mẫu tranh vẽ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Ta sao có 6 khay bánh, mỗi khay có 4 cái. Như vậy ta phải làm phép nhân. 4 nhân cho 6 bằng 24. Như vậy mỗi cái giỏ này có 4 củ cải. 4 giỏ như vậy. Người ta lấy 4 nhân cho 4 bằng 16. Vào số 4 hãy đếm thêm 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Sắp xếp các chấm tròn thích hợp với mỗi phép tính sau.
4 nhân 3, 4 nhân 7. Như vậy mình xếp, mình xếp 4, 4 hàng, mỗi hàng 4, 4 viên. Này các em tự làm nhé. Bài số 5. À, mỗi bàn có 4 chỗ ngồi. Hỏi 9 bàn như thế có tất cả bao nhiêu chỗ ngồi? Thì mình phải làm phép nhân ra. 4 nhân 9 36 chỗ ngồi. Như vậy lời giải của nó là 9 bàn như thế có tất cả số chỗ ngồi là 4 nhân 9 bằng 36 chỗ ngồi, đáp số 36 chỗ ngồi. Kể một tình huống sử dụng phép nhân 4 nhân 5 trong thực tế. Ví dụ mỗi hộp có 5 cái bánh. Hỏi 5 hộp có tất cả bao nhiêu cái bánh? 4 nhân 5 bằng 20. Như vậy bài học bảng nhân 4 trong sách giáo khoa toán lớp 3 cánh diều đến đây là hết nha con. Thầy xin chào tạm biệt tất cả con và hẹn clip sau nha.